xin được trình bày với các bạn một số những cái điểm cập nhật về rối loạn nhịp tim năm 2019. Thì như chúng ta biết là một năm thì chúng ta có rất nhiều những cái hội nghị, thì trong các ngoài các cái hội nghị chính, ví dụ như là những hội nghị về tim mạch của Mỹ như là ACC hoặc là hội nghị tim mạch của châu Âu, thì riêng trong chuyên ngành rối loạn nhịp có ba cái hội nghị về rối loạn nhịp lớn, đấy chính là hội nghị tim mạch của Bắc Mỹ hoặc là HRS. Năm nay, năm 2019 này là kỷ niệm 40 năm, tức là hội nghị lần thứ 40 tổ chức vào tháng 5 ở San Francisco của Hoa Kỳ. Một cái hội nghị lớn thứ nhì, đấy là hội nghị tim rối loạn nhịp tim của châu Âu. Hội nghị này thì có lần năm nay là tổ chức từ năm 2000, là năm nay là tổ chức là lần thứ 19, tổ chức vào tháng 3 tại Lisbon của Bồ Đào Nha. Và một hội nghị nữa có tuổi đời trẻ nhất là 12 tuổi, đã 12 lần tổ chức, là hội nghị rối loạn nhịp tim của châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam mình chúng ta là một trong những thành viên tham gia của cái liên đoàn nhịp tim châu Á Thái Bình Dương này. Hội nghị này tổ chức thường niên, năm vừa rồi thì tổ chức ở Thái Lan. Mỗi hội nghị này thì số lượng đại biểu dự đông nhất thì là hội nghị ở Hoa Kỳ, là thường là khoảng hơn 5.000 đại biểu, và ở châu Âu và cũng như là hội nghị ở châu Á Thái Bình Dương thì mỗi hội nghị có khoảng từ 3 đến 4.000 các đại biểu là các bác sĩ ở trong lĩnh vực rối loạn nhịp tim tham gia. Và qua các cái hội nghị này thì bây giờ thì các hội nghị thường là họ kết hợp với nhau ra các cái khuyến cáo, và chúng ta cũng đã tham gia để soạn cùng họ, cùng với cả các cái tổ chức để soạn một số cái khuyến cáo mới mà sẽ được cập nhật trong sang năm 2020 cũng như đến 2022. Thì một số những cái tiến bộ trong về những cái nghiên cứu mới năm 2019 trong lĩnh vực rối loạn nhịp, tôi sẽ đi với cả các bạn từ những cái rất là đơn giản đầu tiên cho đến những cái là phức tạp hơn trong các lĩnh vực chẩn đoán cũng như là điều trị. Thì đầu tiên là một như là một quả bom, tức là sự nghiên cứu về y học đã có sự tham gia của rất nhiều các cái công ty sản xuất những cái hàng tiêu dùng. Đấy chính là gì? Đấy chính là sàng lọc phát hiện dung nhĩ. Thì sàng lọc phát hiện dung nhĩ, ngày trước chúng ta biết là thường là chúng ta từ xưa đến nay chúng ta vẫn làm là điện tâm đồ, chúng ta sàng lọc cho tất cả những đối tượng trên 65 tuổi, cái này của Tổ chức Y tế Thế giới đã nói nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ thì người ta có những cái phương pháp là có thể ghi theo dõi điện tim ít nhất là 72 giờ hoặc là lâu hơn nữa ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ đột quỵ hoặc là những người tai biến mạch não thoáng qua, để cố gắng phát hiện xem người ta có bị dung nhĩ hay không. Thì hiện tại với sự phát triển của công nghệ, và ở đây có rất nhiều bạn dùng, có ba cái phương pháp để theo dõi nhịp tim của bệnh nhân đã được sử dụng, ứng dụng ở trên thế giới và được FDA của Mỹ công nhận. Thứ nhất đấy là cái máy theo dõi điện tim gọn nhẹ, là theo dõi một chuyển đạo. Thì cái máy này có rất là nhỏ, có thể như là cái bút hoặc là như là một cái tấm cạc thôi, và nó kết nối với điện thoại, và người ta bệnh chỉ cần để hai ngón tay lên để tương ứng với cả cái điện cực D1, thế và sẽ ghi được cái điện tâm đồ điện đồ của bệnh của bệnh nhân. Và cái thứ hai nữa là những cái hệ thống máy theo dõi điện tim 24 giờ. Thì chúng ta biết là 24 giờ chúng ta biết là có Holter rồi, nhưng Holter điện tim nó có một cái nhược điểm là thường chỉ theo dõi được khoảng 48 tiếng, thì sau đó cái máy đấy nó cái pin nó sẽ hết. Thì nó sẽ có rất nhiều những cái thế hệ mới, máy mới, các cái điện cực dán ở trên người theo dõi được lâu hơn, có thể đến hàng tháng, hoặc thậm chí là những cái thiết bị để đặt ở cấy ghép ở dưới da của cơ thể thì có thể theo dõi được từ 3 đến 5 năm. Và một cái công nghệ mới, tức là không phải công nghệ điện tâm đồ nhưng được ứng dụng rất nhiều, đấy là các cái thiết bị chúng ta biết rồi, các cái loại đồng hồ, các cái đồng hồ rồi các cái máy đếm nhịp tim thông minh, và thường được sử dụng rất là nhiều. Các cái hệ thống mới này nó dựa trên một cái nguyên lý, đấy là dựa trên nhận cảm của các cái xung, và người ta thấy rằng khi nhận cảm của các cái xung này nó cũng tương đương như là phát hiện những cái nhịp điện tâm đồ của bệnh nhân. Và chính nhờ cái phương pháp này mà người ta phát hiện được rất nhiều những trường hợp dung nhĩ. Mà năm 2019 có một cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu Digital HF, Digital AF đã được công bố. Cái nghiên cứu này là gì? Họ nghiên cứu trên khoảng hơn 60.000 người sử dụng những cái thiết bị cầm tay này, từ cái đồng hồ iWatch hoặc là những cái đồng hồ của có chức năng đếm xung của nhịp tim. Thì người ta thấy theo dõi, người ta thấy rằng một cái bất ngờ là người ta tìm thấy là trong 62.000 người này thì có 1% những cái người đó là bị dung nhĩ, và đặc biệt trong số đó thì có đến 76% những bệnh nhân dung nhĩ là không có triệu chứng gì cả.
Tức là những cái trường hợp bệnh nhân này hoàn toàn có nguy cơ là sẽ bị đột quỵ, nhưng người ta hoàn toàn không biết, và người ta đặc biệt là tuổi cao thì tỷ lệ phát hiện được những cái cơn dung nhĩ mà không có triệu chứng thì càng càng nhiều. Một cái nghiên cứu được sự tài trợ bởi gọi là Hoa Vĩ, nghiên cứu về khoa của Hoa Vĩ tức là Huawei đó, mà nghiên cứu này thì là số lượng rất là lớn, người ta sử dụng các cái thiết bị, và cái này cũng đã được trình bày ở trong hội nghị tim mạch, hội nghị nhịp tim của Mỹ cũng như là hội nghị tim mạch châu Âu vừa rồi. Thì cái sử dụng cái này người ta đã phát hiện cho vào hàng loạt, cho hàng trăm nghìn người, là người ta đã tìm thấy được cái tỷ lệ mà phát hiện những cái rối loạn nhịp, tức là những cái nhịp bất thường, những cái xung bất thường ở trên những cái thiết bị này, sau đó chuyển dữ liệu về cho các thầy thuốc, thì người ta thấy là có đến 87% các trường hợp đó, cái trường hợp là những cái máy này nó phát hiện ra đúng là dung nhĩ sau khi được các cái bác sĩ chuyên khoa về tim mạch người ta kiểm chứng lại. Thì như vậy là cái tỷ lệ phát hiện của một cái thiết bị theo dõi hàng loạt như vậy mà đến 87% thì sẽ là rất là cao. Ngoài ra thì còn có một cái phương pháp nữa là bây giờ người ta ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thường thì như các bạn học viên cũng như là các bác sĩ chúng ta đọc, có thể trong cuộc đời chúng ta đọc đến hàng nghìn cái điện tâm đồ, nhưng mà đọc xong rồi thì chỉ có một vài cái chúng ta nhớ lại mãi ở trong đầu, còn lại phần lớn là chúng ta lại lãng quên, đến lúc nhìn lại, thậm chí là có khi đến lúc thi chúng ta nhìn lại như mới. Thì bây giờ thì cũng có một cái, cũng sử dụng cái trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo này thì nó là để luôn đọc các cái điện tâm đồ và người ta ghi nhận lại. Thì có một cái nghiên cứu người ta sử dụng là cái phần mềm trí tuệ nhân tạo để phân tích điện tâm đồ trên khoảng hơn 500.000 cái bản ghi điện tâm đồ của cả người bình thường lẫn những người bị dung nhĩ trong khoảng một quá trình dài nhiều năm, và người ta thấy là có một số những cái đặc điểm ở những cái điện tâm đồ của người bình thường, của cái người ở dung nhĩ, thì nó có thể hiện biểu hiện ở trên điện tâm đồ bình thường. Và người ta thấy rằng là những cái người mà bị theo dõi theo thời gian thì một số những cái đặc điểm ở trên điện tâm đồ của người bình thường mà có nguy cơ bị dung nhĩ thì cũng giống như là những cái điện tâm đồ của dung nhĩ của những người mà đã bị dung nhĩ. Thì chính vì thế đó mà người ta sẽ gây ra một bộ cơ sở dữ liệu để sau này chúng ta khi nào chúng ta chỉ cần đưa một cái điện tim của một người, của một bệnh nhân có chút đấy chưa bị dung nhĩ, có thể là một người trẻ tuổi hoàn toàn bình khỏe mạnh bình thường, có thể tập thể dục thể thao rất là khỏe bình thường, đưa phân tích những cái dữ liệu điện tim tâm đồ này về phổ tần số, về phổ, về họ xung để phát hiện xem nguy cơ người này có bị dung nhĩ hay không. Thì đây là một cái nghiên cứu mới và bắt đầu đang được ứng dụng dần dần ở trên thế giới. Trong lĩnh vực về chẩn đoán cũng như là về tiên lượng bệnh thì còn một cái nghiên cứu nữa, là một cái nghiên cứu về bệnh cơ tim phì đại, nguy cơ đột tử, mà để người ta tránh cái đột tử ở người trẻ, người ta nghiên cứu ngay ở trẻ em. Thì người ta thấy rằng là gì, người ta nghiên cứu và người ta cũng rút ra được một số cái kết luận, đó là gì, đó là cái kích thước của cái buồng thắt, cái đường kính của nhĩ trái, và đấy là những cái cơn ngất có thể xảy ra, hoặc là những cái cơn nhịp nhanh thất ngắn mà không bền bỉ của bệnh nhân, hoặc là chênh áp quá cao ở đường da thất trái, thì đấy là những cái yếu tố có thể tiên lượng bệnh nhân là có thể đột tử. Và đối với những bệnh nhân có điểm số cao thì người ta thấy rằng việc cấy máy phá dung tự động hay gọi là ICD sẽ đem lại hiệu quả hơn rõ rệt so với cả những bệnh nhân mà chúng ta chỉ có theo dõi không. Người ta thấy rằng là lợi ích là gì, chúng ta sẽ cấy máy cứ khoảng 10 bệnh nhân trẻ con được cấy máy ICD thì chúng ta đã có cơ may cứu sống được một bệnh nhân mà có thể bị đột tử, đặc biệt là ở những trẻ em. Một cái nghiên cứu nữa và cũng là ứng dụng về trí tuệ nhân tạo, đấy là gì, điện tâm đồ 3D. Chúng ta thường hay nói thấy siêu âm 3D rồi là đốt điện 3D, nhưng bây giờ người ta phân tích điện tâm đồ 3D trong cả phổ thời gian và phổ tần số, thì người ta sẽ tìm cái thời gian tái cực theo từng chu kỳ một trong đồng bộ, để người ta tìm ra những cái mối liên quan với cả những tỷ lệ tử vong cũng như là tỷ lệ đột tử ở những bệnh nhân được cấy ICD có hoặc không có bệnh tim thiếu máu cục bộ. Và đây là một cái hướng hoàn toàn mới sau này cái công trình này thì mới được công bố ở trong cái ngày tháng 10 năm 2019, và cũng đã có một báo cáo ở trong hội nghị của APSIS về vấn đề này. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này
thì khi chúng ta còn gặp vẫn còn gặp rất nhiều nhiều tranh cãi trong cái vấn đề là áp dụng cái điện tâm đồ 3D này để chúng ta lượng giá. Bởi vì khi mà lượng giá cái đấy thì thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân cần phải cái máy ICD nó sẽ tăng hơn hơn là với cái các cái chỉ định hiện nay. Về lĩnh vực điều trị thì cũng có một cái nghiên cứu nó gọi là Innovation Study. Thì cái nghiên cứu của một giáo sư Starkis của Đại học Ohio của Hoa Kỳ về là sử dụng một cái thiết bị gọi là thiết bị kích thích điện học ở vành tai. Người ta đã biết cái thiết bị kích thích về điện học ở vành tai với mức với cái phổ tần số là dưới 20 Hz trong việc điều trị dự phòng những cơn động kinh ở trẻ em. Thì ông này ông cũng cùng một nhóm nghiên cứu, số lượng thì cũng chưa được nhiều, chỉ mới có khoảng hơn 60 bệnh nhân và cũng sử dụng cái thiết bị này cũng ở vành tai, và người ta thấy rằng khi sử dụng những cái này thì giảm đến 85% những trường hợp mà bị theo dõi trong 6 tháng bị cơn rung nhĩ kịch phát. Như đây vậy, như vậy đây cũng sẽ là một cái hướng mới để cho chúng ta trong việc lựa chọn để điều trị bệnh nhân có cơn rung nhĩ. Một nghiên cứu nữa cũng được công bố ở hội nghị ESC năm 2019, đấy là gì? Vấn đề điều trị rung nhĩ mà chúng ta thấy rằng chúng ta thường vẫn sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là gì? Sốc điện luôn với một cái liều cao cố định đấy là 360 joule thì hiệu quả và an toàn, và cũng chẳng có tác dụng cũng chẳng có những cái biến chứng hay là tác dụng ngoại ý không mong muốn nào hơn là chúng ta sốc điện với cái mức liều tăng dần. Vì người ta thấy rằng nếu mà chúng ta sốc với liều khoảng 125 joule thì cơ may để chuyển về rung nhĩ ngay lần sốc đầu tiên chúng ta chỉ có dưới 40%, thế tức là tỷ lệ thành công không cao. Trong khi đó nếu chúng ta sốc điện ngay với liều cao tối đa luôn thì chúng ta cũng để đạt được khoảng 75% về được nhịp xoang. Do vậy mà khuyến cáo là chúng ta sốc điện liều cao ngay, và chính vì thế mà bây giờ các cái thế hệ máy ICD mà cấy ở cấy ghép ở trong cơ thể con người chúng ta, người ta cũng khuyến cáo là đặt luôn cái mức sốc điện là cái mức cao tối đa luôn để sốc một lần về luôn được nhịp xoang thì là tốt hơn hẳn so với cả chúng ta cứ sốc nhiều nhiều lần cho bệnh nhân. Loanh quanh về trên cả thế giới thì về vấn đề rung nhĩ người ta cũng có rất nhiều các cái nghiên cứu. Thế và một cái nghiên cứu nữa là một cái nghiên cứu Eradicate AF, là cái nghiên cứu này là cái nghiên cứu phối hợp như là các bạn học viên hay thấy giao ban giáo sư hay nói là hát tim. Thì đây là một cái nghiên cứu đúng là hát tim thật. Tức là gì? Nghiên cứu này nó mở ra một cái thời kỳ mới trong việc điều trị rung nhĩ. Người ta thấy rằng là gì? Những bệnh nhân mà bị rung nhĩ cơn sau khi được đốt cô lập tĩnh mạch phổi, các bác sĩ làm về rối loạn nhịp triệt đốt cô lập tĩnh mạch phổi, mà những bệnh nhân này có tăng huyết áp với huyết áp tâm thu là trên 150 mm thủy ngân, thì người ta kết hợp luôn là đốt những cái hạch giao cảm ở động mạch thận. Thì người ta thấy là một cái tín hiệu đáng mừng là với những bệnh nhân này thì tỷ lệ duy trì được nhịp xoang cao hơn hẳn so với cả những bệnh nhân chỉ đốt mỗi cô lập tĩnh mạch phổi, với có rất có ý nghĩa với đến 71,4% là những bệnh nhân duy trì được nhịp xoang với cái phương pháp là vừa đốt cô lập tĩnh mạch phổi, vừa đốt những hạch giao cảm ở động mạch thận, và cũng cái phương pháp này cũng an toàn và đem lại hiệu quả trong việc điều trị. Thì đây cũng là một cái hướng mới trong việc kết hợp giữa điều trị rung nhĩ. Một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu Ernest PVI. Nghiên cứu này là một cái nghiên cứu rất là có ích đối với cả các thầy thuốc mà làm về lĩnh vực rối loạn nhịp, hoặc là những người bác sĩ mà chúng ta chuẩn bị đốt rung nhĩ. Tức là gì? Nghiên cứu này, đây là nghiên cứu ở Osaka của Nhật Bản, kết hợp đa trung tâm. Người ta thấy rằng là gì? Trải rung nhĩ trải qua bao nhiêu năm rất là khó khăn, các thầy thuốc nghĩ ra đủ các trò đốt, hết đốt ở trong nhĩ, hết đốt nội mạc, đốt ngoại mạc, hết cô lập tĩnh mạch phổi, lại hết đốt ở nhĩ phải, nhĩ trái, lại chuyển sang đốt nhĩ phải. Thì người ta thấy rằng như thế này, cuối cùng đốt rất là nhiều, nhưng người ta thấy rằng là gì, so với cả cái nhóm bệnh nhân rung nhĩ bền bỉ, người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà chỉ có cô lập không tĩnh mạch phổi, tức là chỉ đốt cô lập hoàn toàn cái tĩnh mạch phổi, đảm bảo chắc chắn là cô lập hai chiều, tức là không có đường dẫn điện vào tĩnh mạch phổi, hoặc và ngược lại cũng không có đường dẫn truyền từ điện học từ tĩnh mạch phổi ra ngoài nhĩ trái, thì người ta thấy là tỷ lệ duy trì nhịp xoang cũng không thua kém gì hơn so với cả
khi mà chúng ta đốt rất nhiều đường, rất nhiều thời gian đốt ở trong buồng nhĩ trái hoặc nhĩ phải, và kèm theo rất nhiều những cái có thể xảy ra những cái biến chứng nặng nề, thì người ta thấy phương pháp cô lập tĩnh mạch phổi đơn thuần không, nó cũng hiệu quả không kém gì so với cả cái phương pháp kia. Và đặc biệt đối với những trường hợp đó mà chúng ta kết hợp thêm dùng các thuốc rối loạn nhịp thì cũng đảm bảo duy trì lâu dài nhịp xoang cho bệnh nhân. Và cái nghiên cứu này khi đưa ra thì cũng gây rất là tranh luận, bằng tranh luận nhưng mà toàn tranh luận theo hướng là của các thầy thuốc chuyên làm về đốt rối loạn nhịp à, ờ thôi chỉ cần đốt cô lập tĩnh mạch phổi thôi. Thì ngoài nghiên cứu này có rất nhiều nghiên cứu khác ở trên thế giới, ở châu Âu, ở Mỹ, ở Hàn Quốc, người ta thấy rằng chỉ cần cô lập tĩnh mạch phổi thôi cũng đem lại hiệu quả, chứ không cần thiết là phải đốt rất nhiều đường ở trong nhĩ trái hoặc là đốt ở trong nhĩ phải. Chính vì tiền đề của những cái nghiên cứu này mà nó nảy sinh ra rất nhiều phương pháp mới để chúng ta có thể lựa chọn trong việc điều trị triệt đốt dung nhĩ. Đấy là gì? Đấy là người ta thấy bằng bây giờ cứ thò một cái catheter đi đốt từng điểm một rất là lâu, thì người ta đưa những cái quả bóng vào, cái hay người ta gọi là đốt bằng đốt lạnh, bằng cryo balloon ablation, tức là đưa một quả bóng vào đây, xong rồi cung cấp mà lạnh nitơ lỏng làm đốt, làm cô lập hết hoàn toàn điện học luôn ở tĩnh mạch phổi, chỉ đốt một lần khoảng dưới 10 phút là chúng ta có thể đốt xong một cái tĩnh mạch phổi. Thì cái việc này tiếp xúc mô rất là tốt và nó giảm được thời gian can thiệp rất nhiều, và kết quả nó cũng tương tự như chúng ta khi chúng ta đưa các cái sông điện cực vào đốt như chúng ta vẫn làm thường quy như thế này. Tuy nhiên chi phí của nó cũng còn cao. Thì năm 2019 cũng một loạt các cái nghiên cứu cũng đã đưa ra, ngoài việc đốt bằng cryo tức là đốt lạnh, người ta bắt đầu sử dụng laser để đốt kết hợp với siêu âm trong lòng mạch, với kết quả đưa ra cũng rất đáng khích lệ, là tỷ lệ thành công cao, an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Và gần đây thì người ta đã đốt bằng sung, đưa những cathet và dùng những cái sung gây mất dẫn truyền điện học ở trong nhĩ trái và tĩnh mạch phổi. Thì tóm lại những cái nghiên cứu này nó đều chỉ ra rằng việc chúng ta cô lập tĩnh mạch phổi tốt chắc chắn thì cũng có thể đảm bảo được một tỷ lệ thành công trong triệt đốt dung nhĩ cao, mà không cần phải đốt những cái đường khác ở trong nhĩ trái. Năm 2020 về các cái lĩnh vực khác như là về triệt đốt các cái về những cái cơn nhịp nhanh, thì năm 2019 có hai cái guideline. Thứ nhất là cái guideline hướng dẫn điều trị về điều trị cơn nhịp nhanh trên thất. Đây là một cái guideline có sau 16 năm. Năm 2003 thì là cái guideline gần nhất về sự chẩn đoán xử trí cơn nhịp nhanh trên thất. Với năm 2003 thì khi đó thì mới có khoảng 13 năm cái phương pháp triệt đốt bằng sóng radio frequency, triệt đốt bằng sóng radio đưa vào. Nhưng đến năm 2019 thì tức là đã 32 năm có kinh nghiệm trong việc điều trị bằng cái sóng này rồi, bằng cái năng lượng sóng có tần số radio, thì các cái guideline bắt đầu guideline về hướng dẫn điều trị nhanh trên thất và nhanh thất đều bắt đầu đã có sự thay đổi. Đấy là gì? Đấy là về xử trí của những cái cơn nhịp nhanh kịch phát. Thì để sâu hơn thì các bạn sẽ đọc kỹ ở trong guideline, chỉ có một số những điểm chú ý thì chúng tôi sẽ trao đổi nhanh với các bạn. Tức là gì? Đối với cơn nhịp nhanh QRS mà thanh mảnh, hoặc là cơn QRS giãn rộng, nếu huyết động không ổn định thì các bạn cứ sốc điện, đấy là lựa chọn số chỉ định hàng đầu và an toàn nhất. Còn nếu huyết động mà ổn định thì chúng ta có thể dùng các cái biện pháp, bạn thấy nó cũng hai giữa QRS giãn rộng và QRS hẹp cũng tương tự nhau. Đấy là chúng ta sẽ tiếp tục là làm các nghiệm pháp cường phế vị, ví dụ như xoa song cảnh chẳng hạn. Nếu mà không có hiệu quả thì đối với QRS thanh mảnh chúng ta có thể cho adenosine để cắt cơn. Và còn đối với cả những trường hợp mà QRS giãn rộng thì chúng ta cũng có thể cho adenosine, nhưng mà đây là chỉ định loại 2A để xem có cắt cơn không. Còn nếu không cắt được cơn thì chúng ta cho procainamide. Như vậy thì qua hai cái các sơ đồ về xử trí những cơn nhịp nhanh có QRS thanh mảnh và QRS giãn rộng, chúng ta thấy rằng ngày trước thì verapamil và diltiazem năm 2003 đây là chỉ định loại 1, thì bây giờ đã bị giảm xuống rồi, bởi vì là có các cái biện pháp khác người ta điều trị, ví dụ như adenosine chẳng hạn, cắt cơn rất là tốt hơn. Và amiodarone cũng như là digoxin là không còn ở trong guideline việc là cắt các cơn nhịp nhanh QRS thanh mảnh nữa. Và đối với những cơn QRS giãn rộng, amiodarone từ chỉ định loại 1 năm 2003 đã xuống mức 2B, và tiến tới nó sẽ có thể có nhiều thuốc mới ra nữa thì nó sẽ loại bỏ hẳn ở trong cái việc là
xử trí những cái cơn nhịp nhanh bằng amiodarone vì có nhiều rất nhiều tác dụng phụ. Đối với cả nhịp nhanh xoang, trước đây chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc điều trị, chỉ có một loại thuốc duy nhất đấy là chẹn beta giao cảm. Cứ ai nhịp nhanh là chúng ta cho chẹn beta giao cảm, và không thì là nếu mà chức năng tim tốt thì chúng ta cho chẹn kênh canxi nhóm verapamil hoặc diltiazem. Thế nhưng bây giờ năm 2019 thì verapamil, diltiazem và kể cả triệt đốt bằng RF nút xoang cũng không còn là chỉ định nữa, và chẹn beta giao cảm xuống chỉ định loại 2A. Thì tại sao như vậy? Tại vì là có những cái thuốc khác tốt hơn, ví dụ như ivabradin là chúng ta thấy là đã dùng rất nhiều trong việc điều trị những cái nhịp nhanh xoang. Và đặc biệt là người ta đối với nhịp nhanh xoang, người ta rất quan trọng trong cái việc tìm kiếm bệnh nền. Chúng ta phải tìm những cái nguyên nhân gây ra nhịp nhanh xoang đó để chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Còn đối với cả những cái nhịp nhanh mà chúng ta có thể triệt đốt được, ví dụ như là AVNRT, tức là cơn nhịp nhanh vào lại nút nhị thất, hoặc cơn nhịp nhanh vào lại nhị thất hay hội chứng uôn Parkinson White, thì chỉ định bây giờ triệt đốt là chỉ định loại 1. Không có gì, không còn bàn cãi, tức là bệnh nhân cứ có cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thì chúng ta chỉ định đấy là chúng ta sẽ triệt đốt bằng năng lượng có tần số radio. Còn các cái biện pháp thuốc khác chỉ là lựa chọn thứ yếu, là chúng ta không nên sử dụng thuốc cho những bệnh nhân này. Và đối với guideline về hướng dẫn điều trị nhịp nhanh trên thất năm 2019 thì chúng ta thấy rằng họ đối với cả những phụ nữ có thai thì người ta khuyên rằng tất cả những người phụ nữ có thai mà có tiền sử bị cơn nhịp nhanh trên thất thì nên trước khi mà có thai thì nên được điều trị bằng năng lượng bằng triệt đốt rồi đi. Thì lúc có thai thì sẽ an toàn hơn, và đây là chỉ định loại 1. Còn trong những trường hợp mà đã chót khi mà mang thai và bị có những cơn nhịp nhanh rồi thì chống chỉ định hoàn toàn là không được sử dụng cordarone, và bệnh nhân đó trong cái 3 tháng đầu của thai kỳ thì không nên sử dụng bất kể một loại thuốc chống loạn nhịp nào. Còn trong các giai đoạn sau chúng ta hoàn toàn thì cũng có thể sử dụng được chẹn beta giao cảm, hoặc là flecain, hoặc là propranolol, hoặc là digoxin, hoặc là chúng ta ở những số trung tâm có kinh nghiệm thì cũng thể triệt đốt những rối loạn nhịp này cho bệnh nhân trong khi có thai. Nhưng mà chúng ta cũng cần hạn chế sử dụng phương pháp này. Thì tóm lại của cái guideline năm 2019 về điều trị rối loạn nhịp trên thất, nó có một số cái như chúng ta để chúng ta làm, và những cái chúng ta không nên thực hiện. Đấy là về những cái làm thì tôi sẽ không nói nhiều nữa vì đã nói rồi các chị với các bạn rồi, đó là triệt đốt đối với cả những cái trường hợp mà là nhịp nhanh do vòng vào lại, hoặc là nhịp nhanh nhĩ, hoặc bất kể những trường hợp nào mà gây những cái rối loạn huyết động, những cơn nhịp nhanh rối loạn huyết động, thì việc chúng ta sốc điện điều trị cho bệnh nhân là chỉ định sốc điện cho bệnh nhân là chỉ định hàng đầu. Còn chúng ta hãy chú ý là chúng ta không nên sử dụng một số những cái thuốc như là đối với những cơn nhịp nhanh có quy tắc giãn rộng thì chúng ta không dùng verapamil, chúng ta không dùng digoxin, chẹn beta giao cảm, verapamil và cordarone cho những bệnh nhân mà có rung nhĩ và có hội chứng uôn Parkinson White. Trong những trường hợp mà đối với những bệnh nhân mà rung nhĩ có hội chứng uôn Parkinson White mà huyết động không ổn định, biện pháp an toàn nhất là chúng ta sốc điện chuyển nhịp cho bệnh nhân, cũng không được dùng amiodarone, và amiodarone cũng không dùng cho phụ nữ khi đang mang thai. Đấy là câu chuyện về nhịp nhanh trên thất. Thế còn câu chuyện về nhịp nhanh thất thì như thế nào? Cũng tương tự như là về nhịp nhanh trên thất thôi. Thì bây giờ câu chuyện về nhịp nhanh thất là gì? Là tất cả những cái trường hợp mà rối loạn nhịp từ ngoại tâm thu thất số lượng nhiều mà gây triệu chứng của bệnh nhân ở đường da thất phải hoặc không ở đường da thất phải, có kèm theo bệnh tim hay không, hoặc cũng không có bệnh tim hay không, thì việc triệt đốt bằng cateter, tức là đốt bằng sóng radio, là chỉ định loại 1 hàng đầu vì nó đem lại lợi ích cho bệnh nhân. Đối với cả những bệnh nhân mà rối loạn nhịp, ví dụ nhịp nhanh thất hoặc rung thất mà còn theo bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc sau nhồi máu cơ tim, thì trước kia chúng ta thường là cấy máy ICD rồi sau đó chúng ta dùng thuốc chống rối loạn nhịp. Bây giờ chỉ định là bên cạnh việc cấy ICD thì việc triệt đốt cũng là chỉ định loại 1 luôn. Bởi vì tại sao? Bởi vì có rất nhiều những cái phương pháp triệt đốt mới, nó để giúp cho cái việc tăng tỷ lệ thành công của cái việc điều trị những cái rối loạn nhịp thất ở trên bệnh nhân có bệnh lý mạch vành này. Chúng ta có thể đốt ở trong buồng tim hoặc đốt ở ngoài buồng tim.
Đặc biệt là đối với cả những bệnh nhân mà mắc những cái bệnh lý về chuyển hóa, về các kênh chuyển hóa, ví dụ như hội chứng Brugada hoặc là loạn sản thất phải, thì chỉ định từ năm 2015 đều là cái ICD hết, đều là cái ICD hết, nhưng đến năm 2019 thì chỉ định triệt đốt đối với cả loạn sản đường da thất phải kết hợp với cái ICD đã lên là chỉ định loại 1. Tức là những bệnh nhân này chúng ta hoàn toàn có thể triệt đốt những cái rối loạn nhịp thất này được, có thể ở nội mạc hoặc ở ngoại mạc, có thể chúng ta đốt ở trong buồng tim hoặc ngoài buồng tim bệnh nhân, đặc biệt là Brugada, đặc biệt hội chứng Brugada chỉ định đã là lên loại 2A, cho là chúng ta có thể triệt đốt để dự phòng những cái cơn bão điện học ở những bệnh nhân đã được cấy ICD. Và cũng trong cái khuyến cáo này thì một lần nữa người ta cũng đã đưa vào các cái cơ chế gây rối loạn nhịp của rối loạn nhịp thất, mà sự trước kia chúng ta thường là chúng ta chỉ tìm đến một cái ổ để đốt, nhưng bây giờ không phải như thế nữa, mà nó có rất nhiều những con đường, nó có rất nhiều những cái vị trí và một, cả một vùng cơ tim với nhiều cơ chế biến đổi hình dạng khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy là có những cái bệnh nhân nhịp nhanh thấp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim, nó thay đổi hình dạng, mặc dù bản chất nó vẫn khởi phát từ một vị trí, nhưng nó thay đổi hình dạng do nó ảnh hưởng của các đường da khác nhau và ảnh hưởng ở các vị trí khác nhau của cái vùng đó. Và bên cạnh đó thì việc áp dụng siêu âm trong điều trị rối loạn nhịp bắt đầu đã được đưa vào chỉ định loại 1, đó là siêu âm trong lòng mạch. Đây là một hình ảnh người ta dựng hình bản đồ 3 chiều của buồng tim, tức là đốt bằng hệ thống 3D, đốt bằng 3D, dựng cái vùng gây gộp vùng gây rối loạn nhịp hay là vùng gây rối loạn nhịp thấp ở vùng cơ nhú, ở vùng vòng van, ở van hai lá, cơ nhú ở cánh sau trên 3D. Và đây là hình ảnh so sánh cũng một vị trí đó trên siêu âm trong lòng mạch, người ta cũng nhìn thấy rất rõ vị trí vùng này và hoàn toàn có thể đưa catheter vào vùng này đốt, và chúng ta không cần phải soi chiếu tia X-quang và chỉ sử dụng siêu âm trong lòng mạch thôi. Thì hiện tại đây cũng là chỉ định loại 1 và chúng ta có thể áp dụng phương pháp siêu âm trong lòng mạch để thực hiện việc này. Thì đối với cả rối loạn nhịp thấp và rối loạn nhịp trên thấp thì tổng kết lại của năm 2019 người ta thấy rằng là gì? Đấy là việc kết hợp giữa một hệ thống vừa điều trị bệnh nền, vừa điều trị ở trong buồng tim kết hợp với thuốc. Mục đích là gì? Mục đích của các việc điều trị này là giảm tỷ lệ tử vong, giảm những cái tỷ lệ tái nhập viện do những cái rối loạn nhịp và dự phòng được những cái cơn bão điện học cho bệnh nhân, cũng như là nâng cao về chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Đấy là về các cái về phần lớn về các lĩnh vực về rối loạn nhịp nhanh. Thế còn lại một số những cái nghiên cứu khác cũng rất là hay trong năm 2019. Đấy là gì? Đấy là một nghiên cứu về HIS Synchronize. Đây là một nghiên cứu đầu tiên được công bố về việc tạo nhịp đặt điện cực, tạo nhịp tim đặt điện cực tại bó HIS. Và cái nghiên cứu này thì số lượng bệnh nhân vẫn còn rất là nhỏ, chỉ có dưới 100 bệnh nhân. Và người ta thấy rằng là gì? Khi đặt điện cực tại bó HIS kích thích để điều trị cho những bệnh nhân suy tim, người ta thấy rằng hiệu quả của nó cũng tương tự như là khi chúng ta đặt máy tạo nhịp CRT, hay tức là tạo nhịp tái đồng bộ hai buồng thấp, thì đặt tại điện cực tại buồng HIS nó cũng đem lại hiệu quả tương tự như vậy. Như vậy thì đây nó sẽ mở ra một cái trang mới cho chúng ta là gì? Đặt điện cực HIS thì thời gian làm thủ thuật nó sẽ ngắn hơn, chi phí nó sẽ rẻ hơn so với đặt máy CRT cho bệnh nhân. Và như vậy nó sẽ mở ra một cái hướng là chúng ta có thể sử dụng phương pháp này trong lựa chọn một số bệnh nhân suy tim để chúng ta hỗ trợ đặt máy cho bệnh nhân. Về dự phòng đột tử ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì có một nghiên cứu là nghiên cứu DAPA, người ta thấy rõ ràng là gì? Nếu những bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim thì mà có EF thấp dưới 30% thì khi cấy ICD thì đem lại hiệu quả tốt hơn rõ rệt so với cả những bệnh nhân mà điều trị truyền thống. Vấn đề chỉ có một cái là tranh luận là thời điểm nào chúng ta sẽ cấy máy ICD cho bệnh nhân. Thì theo các guideline thì đều nói là sau 90 ngày, bệnh nhân sau 90 ngày ngày ổn định mà chức năng tim vẫn dưới 30% thì chúng ta có tỷ lệ là chúng ta sẽ cấy ICD để dự phòng những cái đột tử cho những bệnh nhân này. Thế tuy nhiên cái nghiên cứu DAPA này là gì? Là người ta cấy máy ICD sớm hơn cho những bệnh nhân này. Người ta cấy máy sớm hơn không có nghĩa là vừa bị nhồi máu cơ tim trong vòng tuần đầu tiên chúng ta cấy, mà sớm hơn có nghĩa là từ 30 cho đến 60 ngày sau khi nhồi máu cơ tim. Từ 30 đến 60 ngày sau nhồi máu cơ tim ở những bệnh nhân có nguy cơ cao thì người ta đã cấy máy ICD. Và rõ ràng là người ta thấy khi cấy sớm như vậy thì rõ ràng là cái tỷ lệ tử vong chung cũng như là
tỷ lệ phòng được đột tử ở những bệnh nhân này càng tốt hơn hẳn so với ở những bệnh nhân mà chúng ta cấy máy muộn hơn. Vì trong cái khoảng cái khoảng cửa sổ thời gian từ 60 ngày đến 90 ngày đó, đó tức là trong vòng một tháng đó bệnh nhân có thể xảy ra những cái biến cố. Và cái nghiên cứu này thì cũng đã được báo cáo ở hội nghị tim mạch châu Âu năm vừa rồi. Một cái cuối cùng nữa cũng rất là thú vị là cái này thì các bạn, cái nghiên cứu này nó là một cái, cũng là một quả bom năm 2019, nhưng mà cái này chúng ta đã, Việt Nam mình đã áp dụng từ 20 năm nay rồi. Tức là gì? Là dự phòng về nhiễm trùng khi cấy máy tạo nhịp. Thì ở nước ngoài họ khi cấy máy tạo nhịp thì ngày hôm trước hôm sau bệnh nhân ra viện và chỉ dùng một liều kháng sinh dự phòng đầu tiên, đấy là cefazolin. Thế sau đó là bệnh nhân ra viện thì người ta thấy tỷ lệ nhiễm trùng ở nước ngoài khoảng 1,8%. Thế sau đó thì có một cái nghiên cứu là người ta dùng trên, đây là trên 19.000 bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp ở trên thế giới, ở các nước châu Âu và Mỹ, và người ta bảo thôi dùng giống Việt Nam, tức là dùng kháng sinh lâu hơn. Và người ta sử dụng kháng sinh này là và sử dụng cefazolin cộng với cả vancomycin và người ta dùng lâu hơn. Nhưng mà nước ngoài họ không lâu như mình thậm chí đến lúc khi bệnh nhân ra viện là quên mất cho đến cả 15 ngày rồi. Nhưng mà ở đây họ chỉ dùng có sau khi can thiệp có 3 ngày thôi, trước và trước can thiệp và sau can thiệp 3 ngày. Và khi dùng như thế, người ta thấy rằng là gì? Đối với cả một loạt những bệnh nhân mà có nhiều yếu tố nguy cơ như là có tiểu đường, có tiểu đường, có suy giảm miễn dịch thì người ta thấy là cũng an toàn và cái tỷ lệ nhiễm trùng giảm hẳn. Còn lại dưới 1%, bạn thấy là cấy máy đến 20.000 ca mà dưới 1% bị nhiễm trùng, như vậy là rất thấp. Và cái tỷ lệ nhiễm trùng đó thường là hay gặp nhiều ở những bệnh nhân có thời gian làm can thiệp lâu dài, ví dụ như là cấy máy CRT. Còn những trường hợp cấy máy tạo nhịp thông thường thì tỷ lệ của họ dưới 0,5%. Như vậy là bây giờ thì vấn đề là điều trị kháng sinh cho bệnh nhân cấy máy tạo nhịp thì của thế giới bắt đầu tiệm cận với cả chúng ta, tức là bắt đầu họ dùng kháng sinh dài hơn chứ không là chỉ dùng một mũi dự phòng xong cho bệnh nhân ra viện nữa. Thì đấy là một số những cái tổng kết sơ bộ về cái rối loạn nhịp năm 2019. Sang năm thì sẽ có rất nhiều những cái báo cáo mới nữa, và sang năm thì chúng ta cũng có một cái hội nghị về nhịp tim lần thứ 5 tổ chức ở thành phố Huế. Thì nếu các bạn tham gia, chúng ta quan tâm thì hoàn toàn có thể tham gia được. Xin được cảm ơn các bạn.